kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup của U20 Việt Nam đối mặt với nhiều thử thách. Tại vòng chung kết U20 châu Á năm 2023, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gặp các đối thủ rất mạnh là U20 Australia, U20 Iran và U20 Qatar. Trong trận ra quân, U20 Việt Nam được đánh giá yếu hơn nhiều so với Australia. Đội bóng đến từ châu Đại Dương đã 7 lần dự giải U19 châu Á, từng giành vị trí Á quân, 2 lần vào đến bán kết và 2 lần góp mặt ở tứ kết. Trước khi đến với vòng chung kết U20 châu Á, đoàn quân của huấn luyện viên Trevor Morgan giành chiến thắng trước các đội bóng Iraq, Ấn Độ và Kuwait. Trong danh sách 23 cầu thủ của U20 Australia, có đến 4 cái tên đang thi đấu ở châu Âu, bao gồm tiền vệ Mark Robert Dan, câu lạc bộ Charlton Athletic, Anh, hậu vệ Joshua Rolin, Utrecht, Hà Lan, tiền đạo Zingrich, IGF Aarhus, Đan Mạch và tiền đạo Gabriel Popovic, Rus, Croatia. Rõ ràng, Australia ở một trình độ khác so với U20 Việt Nam. Nhưng trong bóng đá luôn có bất ngờ. Thực tế, các đội tuyển trẻ của Việt Nam không ít lần đánh bại Australia trong quá khứ, đặc biệt là lứa của Công Phượng Quang Hải. Chuẩn bị cho giải đấu này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được cọ sát với các quân xanh chất lượng, được bổ sung kịp thời các trụ cột đang thi đấu ở V-League. Dù không có ngôi sao thi đấu ở nước ngoài như Australia, nhưng U20 Việt Nam cũng sở hữu những gương mặt nổi bật như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Bùi Vĩ Hào, Văn Trường, Văn Khang. Cầu thủ U20 Việt Nam được đánh giá có chất lượng tương đối đồng đều, khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phải đau đầu loại bảy cầu thủ chốt danh sách. Trước trận ra quân, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá Australia rất mạnh, nhưng ông và các học trò đã nghiên cứu kỹ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ và rất tự tin sẽ tạo nên bất ngờ. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Australia trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 diễn ra vào 17 giờ giờ Việt Nam ngày 1 tháng 3 trên sân vận động Istilo, thành phố Fergana, Uzbekistan.